Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, vào một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một người thủ lãnh biệt phái. Thì những người hiện diện ở đó dòm xét người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đến mời ngươi và người ấy đến nói với ngươi rằng: xin ông nhường chỗ cho người này. Bây giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: hỡi bạn, xin mời bạn lên trên. Bây giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc, vì hễ ai nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Rồi người nói với những kẻ đã mời người rằng: khi ông dọn tiệc trưa hoặc tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hay mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đuôi mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì để đền ơn cho ông. Vì chưng khi những người công chính sang lại, ông sẽ được đền ơn. Phúc âm của Chúa. Trước hết, con xin được cảm ơn Cha Hầu đã giới thiệu con tới cộng đoàn dân Chúa ngay bắt đầu thánh lễ. Ông bà và anh chị em, hôm nay tôi được xin đại diện cho hội thiện nguyện tên là Ân Bao đến để xin mời ông bà và anh chị em chúng ta hãy trở nên những người bảo trợ cho những em bé nghèo cũng như những người già nua neo đơn đang sống ở trong 19 quốc gia mà chương trình Ân Bao đang giúp đỡ họ. Là người Công giáo, ngay từ thuở nhỏ chúng ta đã học biết được rằng là muốn sống đạo đẹp lòng Chúa và được lòng người, thì lời Chúa đã mời gọi chúng ta hãy sống một cuộc sống luôn giữ 10 điều răn mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một cách tuyệt hảo. Vì 10 điều răn đó nhắc nhở chúng ta một điều quan trọng, đó là ông bà và anh chị em hãy sống một cuộc sống luôn biết kính trọng Chúa, luôn biết kính trọng anh chị em đồng loại cũng như kính trọng chính mình. Và hôm nay tất cả các bài đọc ở trong phần phục vụ lời Chúa đã giúp chúng ta biết sống thế nào để thể hiện sự kính trọng đối với Chúa và tương quan với anh chị em đồng loại. Và phương thức đó chính là chúng ta hãy sống một cuộc sống, ông bà và anh chị em, là luyện tập đức khiêm nhường mỗi ngày. Bởi vì đức khiêm nhường giúp chúng ta nhận biết mình nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa. Đức khiêm nhường còn giúp chúng ta cảm nghiệm được cái khiếm khuyết thầm kín nhất của chính mình, để rồi chúng ta có thể cảm thông với khiếm khuyết của anh chị em đồng loại. Và cuối cùng, đức khiêm nhường còn giúp chúng ta trở nên thánh trong ơn gọi là con cái Chúa ở nơi trần đời này, qua việc phục vụ và yêu thương những người nhỏ bé ở trong xã hội của ngày hôm nay. Không chỉ ở trong thời đại của Chúa Giêsu, Ngài mới dạy cho các tông đồ của Ngài về nhân đức khiêm nhường qua hình ảnh là ai muốn làm lớn trong họ thì hãy trở nên người phục vụ, người đầy tớ của anh em. Nhưng mà hôm nay ở trong bài đọc 1 của sách Huấn Ca, tác giả của sách Huấn Ca là người sống ở trong thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, ông bà và anh chị em, đã ghi lại việc dân Chúa cũng đã được lời dạy về lối sống khiêm nhường. Và chúng ta nhớ rằng ở trong bài đọc 1, tác giả nói rằng
Hỡi con hãy thi hành công việc của con cách khiêm nhường, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa quý, được thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Thì càng làm lớn con phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa. Vì chỉ có một mình Thiên Chúa là người có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Ngài. Tôi nghĩ lời khuyên của tác giả sách Khánh Ca đã đưa chúng ta về thực tại, về cái lối nghĩ cao ngạo mà đôi khi chúng ta có ở trong đời. Có người trong chúng ta nghĩ rằng tất cả những thành tựu ở trong đời sống của tôi là công sức của tôi. Tiền bạc của cải, nhà cao cửa rộng, xe hơi đắt tiền đều do tay tôi làm nên, chứ không phải là ân sủng của Thiên Chúa. Hay còn có ý nghĩ là khi mà tôi được quyền cao chức trọng, tôi phải tỏ ra cho người khác biết đến rằng là cái uy của người làm chủ đối với người thuộc cấp của mình. Các lối suy nghĩ đó, bà và anh chị em, đã đi ngược lại cái lời dạy của Thiên Chúa chúng ta. Bởi vì trong cái nhìn của Thiên Chúa, ân sủng là món quà mà Thiên Chúa ban nhưng không cho mỗi người chúng ta. Và chúng ta hãy nhớ là luôn luôn cảm tạ Ngài trong những ơn lành mà chúng ta lãnh nhận trong đời sống. Cũng vậy, những người thuộc cấp mà Thiên Chúa gửi đến trong đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta là những con người lãnh đạo, thì chúng ta hãy tỏ bày cái sự quan tâm cho những nhu cầu mà người thuộc cấp của chúng ta cần sự giúp đỡ. Vậy hôm nay chúng ta hãy nhớ lại lối sống khiêm nhường ngoài lãnh việc phục vụ. Chúa Giêsu còn dạy chúng ta hãy sống một cách thực thể hơn qua hình ảnh của người khách được mời đến dự tiệc cưới ở trong bài phúc âm hôm nay. Chúa nói rằng khi ai mời ngươi đến sự tiệc cưới thì ngươi đừng vào ngồi chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy đến nói với ngươi rằng là xin ông nhường chỗ cho người này. Bây giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi vào ngồi chỗ rốt hết. Tôi thiết nghĩ lời dạy của Chúa ở trong bài tin mừng ngày hôm nay muốn nhắc nhở chúng ta là chúng ta hãy biết được rằng đức khiêm nhường còn giúp cho chúng ta biết được chính mình, giúp mình không làm gì mà khiến chúng ta mất mặt ở trong đời sống và cách xử sự của mỗi người chúng ta. Thời đại của chúng ta, ông bà và anh chị em, nhiều người đang có căn bệnh là đánh bóng tên tuổi của mình trên những kênh YouTube. Thời đại của chúng ta còn có những người đang thích khoe khoang những công việc bác ái làm cho anh chị em đồng loại qua hình ảnh mà quên đi lời dạy: trong những việc tốt mà con làm thì đừng để tay trái biết việc làm, biết việc tay phải con làm. Hay là ở trên YouTube chúng ta thấy những người thích giảng dạy để rồi sống ảo, tưởng rằng mình giảng hay, giảng giỏi, giảng đúng theo thần học và lời dạy của giáo hội, rồi kết án anh chị em đồng loại. Thành ra lời là người công giáo, chúng ta phải biết nhân đức đầu tiên để trị tội số 1 trong 7 mối tội đầu của chúng ta, chính là khiêm nhường, chớ kiêu ngạo. Vậy hôm nay lời Chúa đã dạy chúng ta hãy sống khiêm nhường ở mỗi ngày, ông bà anh chị em, và cũng như là liên hệ với anh chị em đồng loại trong tương quan là con cái cùng một cha ở trên trời. Tôi còn nhớ một lần tôi đi giảng ở bên Oklahoma City, thì sau cái lễ nhất tôi ra đứng ở cuối nhà thờ, thì có một em đến và thanh thiếu niên đến với tôi và nói với tôi rằng: ồ, hôm nay cha giảng hay. Thì lúc đó tôi nhìn em bé này là một em bé sinh ở nước Mỹ này, mà lâu lắm rồi tôi cũng chưa được ai khen tôi giảng hay từ một em bé, thành ra tôi cũng nở lỗ mũi lúc đó. Thành ra tôi mới hỏi em rằng là con học lớp mấy rồi, thì em bé mới nói là thưa cha con học lớp 10. Thì lúc đó tôi mới nói rằng ồ thôi con học 2 năm nữa thì cha sẽ về mời con đi tu. Thì nghe cái chữ mời con đi tu, cậu bé chẳng nói một lời nào. Rồi sau đó đứng một chút xíu nữa thì cậu bé lại nói tôi: áo lễ của cha đẹp. Thì lúc đó tôi mới cảm thấy là cậu bé này có vấn đề. Thì lúc đó tôi trả lời với cậu bé rằng là áo này không phải là của cha mà của cha sở của con. Thì sau khi mà nói chuyện với em thì em đứng một chút xíu, người giáo dân đến bắt tay tôi nói chuyện thì em lại bỏ đi. Lúc mà lễ xong tôi về lại trong nhà xứ nói chuyện với cha sở, thì tôi mới nói với cha rằng là hôm nay con gặp một em bé khen là con giảng hay và áo của cha đẹp. Thì lúc đó cha sở cười lên và nói rằng con biết cha nói chuyện với em nào rồi. Em đó khi cha khách nào tới đây sau hết lễ giảng xong là em cũng chạy ra và nói rằng hôm nay bài giảng của cha hay. À, nhưng mà cái em này có một cái hay là em chậm tuổi hơn, chậm trí nhớ và cái sự khôn ngoan hơn các em đồng tuổi.
Nhưng mà có một cái hay của em này cha, đó là trong cuộc đời mà con biết em này, em chưa bao giờ chê ai mà chỉ có biết khen. Câu nói của cha, của cha chứng xứ, hôm năm đó tôi về lại trong phòng, tôi cứ suy nghĩ mãi. Chúa cho tôi sức khỏe, Chúa cho tôi sự khôn ngoan bình thường, thế mà tôi không xứng đáng giống như em bé này. Bởi vì trong 30 năm đời linh mục của tôi cũng đã chê rất là nhiều người, và tôi không bao giờ nhớ rằng lúc nào tôi cũng khen mọi người khi họ làm những công việc cho giáo xứ hay là cho chính mình. Vậy hôm nay lời khuyên đầu tiên của ông bà và anh chị em, trong đức khiêm nhường ông bà và anh chị em, chúng ta hãy nhớ đến nhau là chúng ta đừng chê ai. Chúng ta hãy khen nhau khi mà những người khác làm những công việc tốt cho chúng ta. Hôm nay tôi xin được giới thiệu đến ông bà và anh chị em cái sinh hoạt của chương trình Ân Bao. Chương trình Ân Bao là do những năm bị giáo dân người Mỹ sống tại Kansas City, ở vùng Kansas này, vào năm 1981. Sau 40 năm hoạt động, họ đã giúp được 290.000 người nghèo ở trong lãnh vực là mang cho những người nghèo này thực phẩm, quần áo, y tế và sự giáo dục. Bởi vì chiến tranh, bởi vì là cái sự thiếu phát triển trong ngành kỹ thuật ở nhiều nơi, ở trong các nước đó, thành ra là nhiều gia đình đã làm việc vất vả mà cuộc sống của họ vẫn không đầy đủ. Ông bà và anh chị em, tôi có hình của em bé Angelie Prey, sinh ở bên Philippines. Thì bố của em là một người sửa xe hơi ở trong một cái tiệm sửa xe. Nhưng mà vì là ngay cả khi ông đó làm việc 7 ngày trong tuần, ông bà và anh chị em cũng không có đủ tiền để nuôi vợ và 4 người con của mình, đặc biệt là cho con cái của mình được đi học cho đến tuổi mà hết lớp trung học. Thành ra đó là lý do mà tại sao Ân Bao lại đến đây để mời ông bà và anh chị em xin bảo trợ cho những em bé này. Xin được bảo trợ bao nhiêu ạ? Thưa là xin được hơn 1 đồng mỗi ngày, có nghĩa là 40 đồng một tháng. Vậy trong vòng bao lâu? Tôi xin được mời ông bà và anh chị em hãy bảo trợ trong vòng 1 năm. Bởi vì trong 1 năm này, ông bà và anh chị em sẽ nhận được những lá thư viết đến ông bà và anh chị em từ những em bé này và từ gia đình của họ. Nói một cách khác là ông bà và anh chị em không phải là cho tiền rồi không biết tiền mình đi đâu, nhưng mà thật sự là tiền ông bà và anh chị em cho đi để đón nhận những hình ảnh của những người con hay là người cháu từ những quốc gia khác đến ở trong đời sống gia đình của ông bà và anh chị em. 10 năm trước, 10 cha của chúng tôi đi qua bên Costa Rica, và cái đầu tiên mà chúng tôi viếng thăm đó là một trại mồ côi. Nhưng mà cái mồ côi này rất là quan trọng và rất là khác thường, ông bà và anh chị em, bởi vì 35 em bé mồ côi đều tàn tật hết. Tôi đứng vào cái chỗ phòng ngủ của các em, tôi nghe một em bé, cái tiếng hét của em bé từ phát xuất từ cái giường. Và tôi tới cái giường đó, tôi nhìn thì không thấy cái đầu của em bé đâu hết. Nó nằm ở giữa cái hai bàn tay và cái lồng ngực của em bé. Và một em khác thì lại cái chân cứ đi lên nhấc xuống như vậy, cứ mỗi giây phút là cái chân cứ nhấc lên nhấc xuống như vậy. Câu chuyện là những người mẹ trẻ khi mà biết rằng là con cái của mình sẽ sinh ra với những cái sự tàn tật như vậy, thành ra nhiều người mẹ trẻ muốn có được sự phá thai. Nhưng mà 8 vị nữ tu ở trong cái nhà cô nhi đó đã hứa với những người mẹ này sẽ săn sóc con cái của họ đến khi những con đứa bé này có thể qua đời. Thì những người mẹ trẻ, nhiều người đã đổi ý và sinh con. Và cái người bác sĩ ở trong cái chỗ cô nhi đó khám những em bé thì nói là đa số các em này chỉ sống 6 tháng tới 1 năm. Nhưng mà lúc mà tụi tôi tới, ông bà và anh chị em sơ bề trên đưa ra cho chúng tôi gặp được một cái nhóm các em vẫn còn sống ở trong tuổi thanh thiếu niên. Thành ra sơ bề trên luôn luôn nghĩ rằng phép lạ xảy ra hàng ngày ở trong cái chỗ cô nhi đó, bởi vì là Chúa vẫn gìn giữ cho các em được sống ở trong trần đời này để biết được cái tình yêu của con người dành cho con người, cũng như là các em dành cho tình yêu cho những người phục vụ các em ở trong sự khiêm nhường ở nơi cô nhi đó. Thành ra hôm nay tôi xin được mời ông bà và anh chị em ở cuối nhà thờ chúng ta. Tôi có 2 cái bàn, và trong 2 cái bàn đó thì có những hình ảnh của các em bé cũng như người già nua.
ông bà và anh chị em sau lễ đứng đến và chọn những em bé nào mà ông bà và anh chị em muốn bảo trợ, và trong đó thì có cái form để ông bà và anh chị em, tôi sẽ giúp đỡ cho ông bà và anh chị em điền vào cái form đó. Vậy tôi xin được đại diện các em ở trong các nước Mexico, Guatemala in Peru, Honduras, Colombia, Dominican Republic, Nicaragua, Ecuador, El Salvador in Costa Rica, Rwanda, Madagascar, Tanzania, Uganda, in Kenya, in Haiti, India và Philippines. Xin gã cảm ơn ông bà và anh chị em cho lời cầu nguyện cho người nghèo. Nhưng mà như Đức Thánh Cha Francisco nói, ông bà và anh chị em hãy cầu nguyện cho những người nên thánh, bởi vì khi những người nên thánh mà họ yêu người nghèo thì họ có thể nhận được hình ảnh của Chúa Giêsu ở trong những hình ảnh của những người nghèo ở trong thế giới ngày hôm nay. Xin hãy hy vọng gặp được nhiều ông bà và anh chị em sau cuối lễ ngày hôm nay.